Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 2 trang 87 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 2 có nội dung như sau: so sánh a nhỏ 36 chia âm 6 và 0, b nhỏ âm 15 chia âm 3 và âm 63 chia 7. Để làm được bài tập số 2 này thì các bạn cần phải nhớ lại cho cô cách nhận biết dấu của một thương. Bây giờ các bạn mở lại sách giáo khoa trang 85. Phần chú ý thì quan sát vào đây. Quan sát vào phần chú ý, chúng ta thấy rằng là thương của hai số nguyên cùng dấu thì bao giờ cũng là một số nguyên dương. Còn thương của hai số nguyên khác dấu thì bao giờ cũng là một số nguyên âm. Vậy thì dựa vào cách nhận biết dấu của thương này, chúng ta sẽ đi so sánh bài tập số 2 này như sau. Ý A nhỏ, để so sánh 36 chia cho âm 6 và 0 thì bây giờ chúng ta không được kiện phép chia nhé, mà chúng ta sẽ xét dấu của cái thương 36 chia cho âm 6 này. Sau đó chúng ta sẽ so sánh với số 0. Thì các bạn quan sát vào phép chia 36 chia cho âm 6, đây chính là phép chia hai số nguyên khác dấu. Vậy thì dấu của thương nó sẽ là một số nguyên âm, đúng không? Mà số nguyên âm thì luôn luôn nhỏ hơn 0. Vậy chúng ta sẽ suy ra được là 36 chia cho âm 6 thì sẽ nhỏ hơn 0. Rồi vậy ý A các bạn sẽ trình bày như sau. Vì 36 chia âm 6 có thương là số nguyên âm nên 36 chia cho âm 6 sẽ nhỏ hơn 0. Vì số nguyên âm luôn luôn nhỏ hơn 0 mà. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B. Ở ý B, để so sánh âm 15 chia âm 3 và âm 63 chia cho 7 thì chúng ta cũng đi xét dấu của hai thương này. Rồi quan sát vào thương thứ nhất, ta có âm 15 chia cho âm 3 thì đây chính là phép chia của hai số nguyên cùng dấu. Vậy thì thương nó sẽ là một số nguyên dương. Âm 63 chia cho 7, đây là phép chia hai số nguyên khác dấu. Vậy thì thương của phép chia này sẽ là một số nguyên âm. Mà số nguyên dương thì luôn luôn lớn hơn số nguyên âm. Vậy chúng ta sẽ suy ra được là âm 15 chia cho âm 3 sẽ lớn hơn âm 63 chia cho 7. Vậy ý B chúng ta sẽ trình bày như sau. Vì âm 15 chia cho âm 3 có thương là số nguyên dương còn âm 63 chia cho 7 có thương là số nguyên âm chúng ta đã biết là số nguyên dương thì luôn luôn lớn hơn số nguyên âm đúng không? Nên dễ dàng suy ra được là âm 15 chia cho âm 3 thì sẽ lớn hơn âm 63 chia cho 7. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 2 trang 87 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.